Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại kênh của mình. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một combo duy nhất thôi. Và giá của nó là 250k, free ship mọi miền luôn nha các bạn. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình với số điện thoại trên màn hình đó, bằng Zalo cũng được, bằng SMS cũng được. Thì combo này gồm 5 con, 5 chú beta trống, và mỗi một chú thì mình đều quay khoảng tầm 1 phút mấy đó cho các bạn dễ quan sát. Đầu tiên là coin Red Galaxy nha các bạn. Coin Red Galaxy này tầm khoảng 3 tháng rưỡi đến 4 tháng tuổi rồi. Thì các bạn có thể thấy trên video đó thì cá này cái size là trung bình thôi, chưa có lớn lắm đâu. Về các bạn nuôi nó sẽ còn phát triển nữa. Và coin Red Galaxy này chính là sản phẩm chính hãng của con Red Fancy với lại con coin Galaxy đó các bạn. Và khi phối hai con này lại thì nó ra con coin Red Galaxy như thế này. Tiếp theo là con coin. Coin này thì màu trắng màu xanh là chủ đạo nha các bạn. Có màu hồng nữa nhưng mà màu hồng nó ít thôi, có màu đỏ luôn, màu đỏ cũng ít, mà màu chủ đạo của nó là trắng và xanh. Các bạn muốn làm giống về các bạn cho cá ép bình thường, còn các bạn mà muốn cá mà lớn hơn nữa các bạn mới làm giống thì các bạn nuôi tầm khoảng nửa tháng tới một tháng là cá đạt kích thước rất là lớn các bạn. Trong có điều kiện hợp lý, trong môi trường thuận lợi thì cá này phát triển rất là mạnh. Để mà dòng coin này nó đẹp hơn nữa, các bạn kiếm một con máy coin đỏ nha các bạn, và Galaxy các bạn phối vô thì nó ra cá rất là đẹp luôn, ra cá rất là đẹp, tại vì con này là xanh chủ đạo và màu xanh của nó rất là mịn, rất là đậm, chỉ cần pha thêm màu đỏ vô thôi là cá con tuyệt vời luôn đó các bạn. Cá rất là sung và hiện cá đang trong cái độ tuổi phát triển rất là mạnh đó các bạn. Vậy các bạn nuôi thêm, phơm thêm là tuyệt vời luôn. Và trong cái gói combo này gồm 5 chú mà mỗi chú là 50k đó các bạn. 50k thì cái giá 50k mà các bạn mua được một con coi đẹp như thế này thì mình nghĩ là không mắc đâu. Không mắc đâu các bạn. Tại vì các bạn ra ngoài chợ các bạn mua một con cá sim bình thường thôi, cá sim mà nó màu tím màu xanh rồi hồi đó mình hay chơi đó các bạn, thì nó cũng có giá là 20 30 ngàn rồi đúng không ạ. Và đây cũng là con coi trưng bày với con coi hồi nãy đó các bạn. Đây, con coi này thì màu xanh ít hơn, màu trắng nhiều hơn so với con coi lúc nãy, và cũng rất là sung hả các bạn. Ở cái độ tuổi của cá như thế này các bạn mà không chặn lại là nó kè bóng tối ngày luôn các bạn, không biết mệt, không biết mệt đâu, kè bóng suốt vậy luôn á. Mà cá beta cho kè bóng suốt như vậy cũng không tốt. Mà tại sao không tốt thì mình nghĩ là các bạn biết rồi đó, cho nên mình không có nói thêm cái vấn đề đó ở đây. Và cái bầy này mình còn máy luôn nha các bạn, mình còn máy luôn cái lứa của cá như thế này, mình còn mấy bầy lận và mình còn máy nữa. Ví dụ như anh em nào muốn mua máy mà không muốn mua trống thì có thể liên hệ với mình, hỏi trực tiếp mình. Ví dụ mình có thể quay phim chụp hình cho các bạn coi thử, nếu mà hợp lý thì các bạn mua vậy thôi. Cá máy thì tương đối khó quay phim hơn, khó quay phim, khó làm mấy cái video hơn đó các bạn. Tại vì con cá máy mà biết cá máy đẹp hay như thế nào đó thì phải quay trong một cái dĩa hay là một trong cái chén như thế nào đó để các bạn thấy là trứng như thế nào, body của nó như thế nào, kỳ dạo như thế nào, mà nó cứ lóc 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 như vậy á, là YouTube nó nói là mình ngược đãi động vật á, là mình đăng lên là dễ bị kênh dễ bị bay màu lắm, cho nên mình cũng ít khi mình quay cá máy là vậy. Còn cá máy mà con nào mà nó sung các bạn để lên mà nó đá bóng như cá trống như thế này nè cũng được, nhưng mà ít lắm,
10 con cá mái thì tầm khoảng 2-3 con như vậy thôi, còn nhiều là nó không chịu đá bóng. Còn đây là koi Red Galaxy nha các bạn, koi Red Galaxy. Do nó có cái máu Red Fancy á, cho nên là tia đuôi của nó các bạn thấy không, rất là đều, rất là đẹp. Rất là đều luôn, tia đuôi ấn tượng. Tia màu xanh trên một cái nền đỏ đen rất là nổi bật. Đó, tia mặt trời đó các bạn, tia đuôi kiểu như mặt trời đó. Thì các bạn có chơi Red Fancy các bạn biết, khi mà cái đuôi star mà càng đều, nó ra một cái hình là bông cúc hoặc là mặt trời như thế nào đó, thì con cá rất là có giá trị. Bầy này thì mình cũng còn mái luôn nha các bạn, còn mái luôn, mái cũng tia đuôi cũng đẹp lắm, cũng chuẩn lắm. Và khi mà các bạn mua mái của bên mình về thì cho nó nghỉ khỏe hết mệt kè là ép thôi, trứng thì đầy đủ hết rồi, căng trứng hết luôn rồi. Đối với cái con này các bạn về nuôi nó khoảng tầm tháng nữa các bạn, tầm một tháng nữa nó sẽ đẹp cực kỳ luôn, đẹp cực kỳ luôn. Cái body của nó chuẩn nha, con này rất là chuẩn. Và những cái tia đuôi của nó khi mà nó đã đều như vậy rồi, cái đuôi nó rộng ra, nó bự hơn, thì con cá này đẹp còn dữ nữa. Các bạn hoàn toàn có thể làm giống từ cái con này. Rồi, con cuối cùng vàng các bạn ơi, vàng nha, Fancy vàng nè các bạn. Fancy vàng tia đuôi cũng hợp lý ạ. Fancy vàng này các bạn yêu thích màu vàng đó thì có thể mua về làm giống được nha. Kiếm thì một con Fancy mái vàng nữa về ép là nó ra vàng, vàng ươm luôn á. Kỳ của nó, kỳ của cái con này nè bạn, các bạn có thể thấy là nó hơi cam cam chút xíu, cái đuôi cũng hơi cam chút xíu. Còn riêng cái mình là vàng cháy luôn nha các bạn, không có cam gì hết đâu. Đuôi rất là chữ D luôn nha. Rồi thì mình giới thiệu 5 bạn trong một cái combo như thế này. Giá cả cũng như cách liên hệ thì mình cũng đã nói với các bạn rồi. Mình xin dừng video ở đây. Các bạn quan tâm thì liên hệ với mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.